What? Sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng ai mua? Patrick. Cái gì? Con đụng sầu riêng hả? Rồi đụng sầu riêng này, hửi coi sầu riêng thơm không? Ouch. Cẩn thận con. Không cẩn thận nè. Đúng rồi, không cẩn thận là bị ấy đó. Còn bà ngồi giống mình. Em sẽ trả anh nè. Ừ. Rồi, hello thứ năm. Hello, xin chào cả nhà. Rồi, hôm nay là mình đãi cho cháu trai của mình trái sầu riêng nè. Rồi, vậy thôi con đi nha, bác gái nha. Đãi cho cháu trai thôi con đi. Trời ơi, nó sốc. Rồi, cho cháu ngoại với cháu gái. Chứ không phải mình cháu ngoại không. Ok, trái sầu riêng tươi luôn bác gái. Dạ, sầu riêng tươi luôn. Mua nhiều ạ? 13 đồng sao? Wow, 13, cái này chắc cả trăm đồng cái à? Dạ. Yeah. 2 triệu mấy một cái sầu riêng. Dạ, 8 phong cái này đó. Là con nghĩ là bên Thái nhập qua nè. Ừ, thơm quá. Chay hụt xẻ luôn đi ghê nè. Ok, rồi thêm đứng đây. Con đứng đâu? Coi chừng té nha. For you. For. Rồi, bắt đầu. For you. Mẹ cảm ơn con nha, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. For me. Yeah. For me. Cái này chưa thấy có cái dấu nứt. Quá ngon luôn bác gái. Quá ngon luôn. Cái trái này là có lý rồi. Trời ơi, mình mới vừa để nhẹ cái là nó tách ra rồi các bạn. Wow. Hôm trái này có lý rồi ha. Hy vọng là mình. Kim chi. Quá đã luôn, quên tắt chuông điện thoại. Wow. Xin lỗi. Wow. Quá ngon, wow. Quá ngon. Để đồng thời. Wow. Wow. Nhìn quá hấp dẫn. Trật lên chưa khách trước luôn đó. Cái mọi người để ý đi. Cứ mà video nào mà Ngọc qua Thiếm mà Thiếm qua Ngọc là thế nào, video cũng có video sầu riêng. Hai người này ghiền sầu riêng lắm. Dạ, yeah, nhưng mà sầu riêng này của Thái Lan này Thiếm nè. Dạ. Yeah. Khi mà con đi qua Thái Lan á, sầu riêng toàn y vậy không? Phải không? Ừ. Ngồi thì vậy. Cái cô nãy nói nếu mà chị muốn mua đông đá thì nó rẻ hơn. Đúng rồi. Cái nó không mua tươi luôn. Lâu lâu mình mới ăn mà. Đúng rồi. Đâu phải mình ăn mỗi ngày đâu mà phải. À, để wow, quá này. Trời luôn á. Rớt rồi đó. Trời ơi, quá đã luôn. Đó, để trời ơi, coi nè. Trời ơi. Giúp mình giúp cái này. Sắp vô lại con, sắp vô lại. Rồi, giờ bà ngoại làm cái này đi. Bà ngoại free. For you, bà ngoại. For you bà ngoại nè. Oh, wow, chê. Look. Wow. Ngon. Dẻo. Thì sầu riêng Thái Lan là vậy đó. Dẻo giống như là nếu mà mình không có ăn á thì mình sẽ nói là nó bị sườn. Nhưng mà nó dẻo. Mình Thái Lan toàn bán nước không? Phải không? Rồi bác gái con mời bác gái ăn tọa. Đặt cái bàn tọa lên đây. Đặt bàn tọa lên là ăn cho nhiều phải không? Đúng rồi. Ngon để quá. Để cho thấy chay nữa. Rồi dùng cái này đi. Chay. Con ăn nè. Con ăn muối. Rồi. Nào. Để này ra đi. Đó. Xin mời cả nhà, xin mời các bạn nha. Sầu riêng tươi. Sầu riêng này kêu sầu riêng đóng khỏi vừa thỏi vừa ăn ơi. Rồi. Mời bác gái. Mời. Ăn đi con. Chay cho nó có muối nhỏ đây nè. Muối nhỏ. Đây. Cho nó muối nhỏ. Không. Em ăn muối bự mà. Con ăn muối nào. Không, mà không ăn thôi. Rồi, mời mọi người nha. Ngon hả? Hộp của nó nhỏ xíu à. Phần hộp à. Cái muối dày, cơm dày ghê con hả? Hôm qua bẩn ăn là nó dày hả? Y vậy? Không ngoài nó cứng, trong nó mềm. Chứ không phải nó sượt. Không phải sượt. Ok. Vậy á. Sầu riêng Thái Lan là vậy. Có lần Thiếm mua về Thiếm cứ ngồi chứ nói tại sao mỗi sầu riêng sườn ngắt. Vậy là mình nhà quê cả nhà ơi. Mà mình muốn làm nhưng muốn lấy đi ra. Đó là ngon. Ngon quá.
rồi bây giờ là ăn cái muối này nè. Đó, một cái muối này á là mình ăn một cái muối này là cũng như mình ăn 1/3 của cái chén cơm á, cái lượng đường á nó tạo ra đó. Vậy nhưng mà cũng ăn. Sáng giờ không ăn cơm thì giờ ăn này được. Ngọt à. Vậy là chín rồi chứ gì đó không chín. Đúng rồi, vừa bỏ dao ra tắt liền rồi, chín rồi. Nhưng mà do cái sầu riêng Thái Lan nó là như vậy. Ờ. Để bữa nào kiếm không? Gặp cái cô á. Kiếm hỏi thử. Cô nào? Cái tô của người Thái. Cho sầu riêng 2 triệu mấy ha. Bây giờ cầm nó qua đây là ngọt mặt luôn mà. Sao mấy chục hũ hết luôn mới được ngồi cái sầu riêng. Quá ngon. Ở ngoài thì nó cứng nha, nhưng mà trong nó mềm. Ở trong thì mềm, ở ngoài thì giống. Ở ngoài á, nếu các bạn mà có mua đó mà ăn mà gặp như vậy á là đừng lo nha, tại vì cái kiểu sầu riêng của bên Thái lần trước mình mua rồi mình nói trời ơi uổng quá, tại sao lần nào mua cũng bị vậy á. Tại sao kỳ vậy, mua mắc tiền mà sao để về sực sao kỳ quá. Thì ra là giờ là sầu riêng Thái là phải như vậy. Hai chú cháu đâu có đua đổi này đâu. Không hả? Không hả? Hai hả? Hai hả? Cơm dày quá mà. Chú hay ăn một học. Cơm dày quá. Cơm no luôn á. Nay ngoài trời nóng quá chứ mà. Nóng quá. Nóng rồi đi ra xong rồi vô máy lạnh bệnh luôn á. Trong nhà thì mở máy lạnh lạnh, ở bên ngoài thì nóng hơn luôn. Khó chịu dễ sợ quá. Mình lột tỏi lột đồ ngoài kia rồi cắt xả các đồ mà giờ làm không nổi, bỏ nó rồi. Bây giờ Thím nói cho mấy anh chị biết là sa tế của Thím là không có bỏ bột ngọt không? Không, nhà mình không có ăn bột ngọt đâu các bạn, thành ra không có bột ngọt để bỏ đâu. Mình là chỉ ăn là bột niêm chay của Nhật bằng rau củ. Nhà không có bột ngọt. Cô muốn bỏ cũng không? Không, có muốn bỏ cũng không có. Ăn muối mà cũng phải là mua loại muối của Hàn Quốc. Cái muối gì ngày hôm qua con coi đó. Không. Trời ơi, mà bên con có bán muối đó mới chết chưa. Nhà mình là ăn như vậy, thà là mình ăn bảo vệ sức khỏe thì nó tốt hơn là để mình đi bác sĩ. Trước khi mà con về là con đi mua gạo nè. Gạo nhà Thím mà rất là thích, nhưng mà bên nhà không có bán gạo nhiều quá nè. Trái đào. Gạo trái đào, ngon, ăn nó khô, rang hơn, ngon. Rồi đi mua thêm muối nữa. Muối Thái Chai mà muốn bán muối chất lượng dễ sợ. Có nhiều bịch muối nhỏ xíu mà 10 đồng á. Ừ. Cho con ăn miếng không con? Ủa, con ăn không? Ăn không, bột đào không? Không. Dạ không ngoại. Dạ không ngoại. Đúng rồi. Mình ngồi mình lột tỏi lột đồ mà cháu cứ ra. Ngoại ơi vô chơi với con đi, ngoại ơi vô chơi. Trời gì cơ chứ. Ngoại ơi vô chơi cái ra nói con muốn chơi nước không? Ra mở cho một quấy nước. Ngoại, sầu riêng please. Sầu riêng please hả? Ra đây ngoại cho. Đúng rồi, đưa cái dĩa này ngoại cho sầu riêng. Ngoại ơi cho con miếng sầu riêng. Ngoại ơi cho sầu riêng please. Rồi đưa đây, đưa đây. Đó, con cảm ơn ngoại. Nhiều lắm. À. Cho sầu riêng đi ngoại. Trời ơi. Ngoại cho sầu riêng please. Please. Con ta lịch sự không? Please. Please chén nè. Giờ mình gỡ ra luôn cái mình dục á. Dục cho nó ăn xong cái nào gọt cho đó. Cho nó thơm. Còn con qua mấy ngày nay bác gái có cực không? Có gì đâu cực. Trời ơi thì cũng là bình thường thôi. Đâu có gì đâu. Cháu Ngọc qua thì cũng vậy thôi. Mình nấu cái gì thì nó phải ăn cái đó. Mình một nồi ăn 3 ngày thì cháu mình cũng phải ăn 3 ngày. Ủa, chiều đó còn ở với ba gái cả mấy năm trời thì sao? Thì vậy thôi, đâu có gì đâu cực.
Không có gì hết, thì mình cái nhiệm vụ của mình xào ớt, xào... Rồi, rồi bác gái nói cho khán giả nghe coi nhiệm vụ của con là gì. Nhiệm vụ hả, còn bắt phone giùm mình nữa. Vừa bắt phone cho nhị hoa ngày tây của con, vừa bắt phone cho mình nữa, cho mình thôi, hai vợ chồng mình làm không kịp. Rồi là cháu phải phụ nữa đó. Chứ mấy ngày nay mà có hàng gửi đi lẹ là nhờ cháu phụ thêm một tay là bắt phone ghi xuống rồi đó. Chứ không là đuối lắm, hai chồng ngồi mò biết là trễ. Không trễ phải, tại vì nếu mà mọi người cũng thông cảm vậy, tại vì Thiên Phượng với chú Bình cũng lần đầu tiên làm cái này. Đúng rồi, hơi lâu. Với lại Ngọc thì Ngọc trẻ hơn, nên là Ngọc nhạy hơn, Ngọc nhanh hơn. Cái tính Ngọc nhanh nào giờ á. Còn chú Bình á, chú Bình thì vừa phải là tiệm lo cho tiệm nail nè, rồi chạy ra chạy vô nè, rồi Thiếm là vừa đứng xào cái đó, thì Thiếm mà đứng xào thì Thiếm đâu không có làm gì có lo nổi cho điện thoại với lại tin nhắn. Dạ. Đó, rồi Ngọc bữa nay là Ngọc nói chú đi làm đi, để điện thoại ở nhà con trả lời tin điện thoại. Ngọc vừa trả lời điện thoại cho Ngọc vừa trả lời điện thoại cho chú, vừa bấm nút chuyển tiền, rồi vừa order nhận hàng khách, vừa lo chăm sóc cho chay, rồi ui cha, cũng rất là nhiều công việc luôn á. Nhiều việc chứ dạ. Không phải không. Rồi có cái gì ăn cái đó à? Có gì đó. Ăn đó, dạ sáng mình kho miếng thịt kho tiêu. Ừ. Rồi có sẵn một tô mắm ruốc. Dạ. Rồi nhà có sắp rau, có rau đó mà cũng chưa có ra cắt mà vô xào nữa đó. Nó bận cỡ mức độ đó. Ngó vậy chứ lắc xắc cái là bận lắm. Hết ngày hết giờ chứ mà nói chung là mình qua mình cũng chứ trong gia đình mà mình hỗ trợ cho nhau thôi chứ có gì đâu. Dạ. Đâu phải khách có gì đâu, con là con cháu trong nhà, con qua tới nơi con phải phụ Thiếm nữa chứ. Business của Thiếm cũng như giờ trong gia đình cũng như ba mẹ con vậy thôi chứ. Thì đúng rồi, làm sao mà Thiếm ngược lại Thiếm đi lo đồ ăn đủ cho con đâu, đâu có chuyện đó đâu mà. Mình nấu gì ăn cháu ăn nấy, cháu cũng không có đòi hỏi gì hết. Như sáng giờ nó thôi có nồi cơm có vậy ăn đi con. Rồi ăn đi. Thôi nó nghe hồi tối hôm qua chiên cái trứng, tự chiên trứng ăn nha. Dạ. Là mình tự chiên trứng ăn á. Mình mắc Thiếm đứng Thiếm xào ngoài kia. Con tự chiên trứng ăn. Mình xào ớt sá tế ngoài là chỉ trong đây chỉ tự chiên trứng. Rồi đem múc cho cơm mà thấy mỏi ăn gì vậy, nó con nói con ăn trứng sá tế. Bình thường. Trời đất ơi, trong nhà hết à. Trong nhà không hơi thì đâu có ai mà ấy gì. Không mà nhiều lúc cũng sáng giả khán giả ngồi xem á, người không có biết được cái cảm nhận được cái gia đình mình như thế nào, sao. Không, cháu nào cũng về đây là cũng thương Thiếm, cũng thương chú hết á, không có đứa nào mà ấy gì hết á. Về tới nhà là có gì ăn nấy. Chứ không có nói, Thiếm ơi nấu cho con này nấu hơn kia. Ví dụ như mình biết thích là nó thích ăn cái gì thì mình nấu cho cháu miếng gì thôi. Mà bữa nay bận quá cũng không thèm hỏi luôn, biết cũng không thèm hỏi luôn. Với không là hỏi luôn. Bận không thèm hỏi cho cháu ăn nhiều không? Không, mà cũng không có cần thiết, vì sao thì bận quá rồi phải lo cái order cho người ta trước, cho mọi người trước cho đi, cho nó mọi khỏe, người ăn được, cho tại, khỏe. Dạ, tại vì mình không hứa làm thì thôi, còn mình làm thì tâm lý chung. Ai cũng muốn cho có, biết không? Mà nếu mà có cái gì sơ sót á, chị em thông cảm bỏ qua nha. Trời, hồi nãy có một cái tin nhắn của cô kia, con nhà con nhận. Ship tới 2 hũ mà bể hết hũ. Ồ, vậy á hả? Bể hết hũ, cô chụp hình qua cậu gửi con. Con gọi cho chú, cái chú nói với cô đó là mình gửi lại cho cô đó hũ mới. Thì con mới nhắn cho cô đó, nó để cho con gửi là hũ mới, chứ giờ tự nhiên ship tới bể người ta. Bây giờ mình phải rút kinh nghiệm là đóng gói cho chậm. Có nhiều em, nhiều cháu thì nói cô đóng kỹ quá, không con qua mở ra là y nguyên, không chắc tùy theo người, chắc tùy á, dục về chắc nó dục nó thấy nhẹ, còn kia thấy hơi nặng, chắc có thể. Còn nếu mà vậy một hũ rồi còn hơi mệt đó nha, một hũ là nó dục quá, mình phải chèn đồ vô, Thiếm chèn quá trời luôn. Thiếm mua cái đó đó con biết không, Thiếm nhét bởi đóng vô bị hũ thủy tinh nó hơi khó. Nhưng mà cũng là nhiều người nhận rồi, nhưng mà mới có một cái bể thì cũng dạ không sao, gửi lại cho cô đó không đến nổi, gửi dạ. Lại như con có kêu cổ chưa cho địa chỉ rồi, còn có mình nhắn tên em này thì mình gửi lại thôi. Chờ hai phủ bể phủ đây nó cũng giúp được bà ngoại được cũng nhiều. Đây đây quét nhà thôi, giúp được bà ngoại quét nhà đó. Trời ơi, quét nhà kiểu ghê. Nó quét nhà kiểu Tôn Ngộ Không mà.
Ôi ơi, quét nhà kiểu vậy. Ui trời ơi. Cái gì con? À mẹ ngồi ăn sầu riêng hả? À trời ơi, ngồi. Ừ, để mẹ ngồi ăn sầu riêng rồi con làm việc nhà nha. Rồi, làm đi con. À mẹ ngồi mẹ ăn sầu riêng, ok. Ngon 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 sầu riêng. À ăn sầu riêng, ngon sầu riêng. Sầu riêng đi. Rồi mẹ ngồi ăn sầu riêng đi để con quét cho. Thì cái chứ bây giờ phải ngồi trong nhà chứ giờ đang thím mà đứng mà xào cái đó mà nóng vậy là đuối đời rồi đó. Thím chịu không nổi đâu, thím là thím chịu không nổi. Con nghỉ ngơi. Bởi vì cái đó là nó đã cay rồi. Mà lại con đứng dưới nóng nữa là xỉu à. Thôi. Nó bự con vậy chứ dễ tuột. Giống như hết. Dễ tuột đường lắm cả nhà. Mình mà đói bụng một cái là người giống như không còn sức lực, không còn gì đúng hết trơn á. Bực mình nữa không? À, ủa trời quạo lắm à. Quạo ghê lắm à. À, đói một cái là xấu tánh lắm. Con cũng vậy. Con mà đói một cái là thôi rồi. Đói là xấu tánh lắm. Thôi rồi Lượm ơi đó. Con thấy bà chơi nha. Đó, quét nhà kiểu gì em biết. Để mẹ với bà ngoại ăn sầu riêng đi. Sầu riêng đi. Tối rồi, thôi tối rồi khuya thức dậy cái mẹ bà ngoại đâu. Con muốn bà ngoại. Trước khi lên ngủ là nằm với thím một buổi rồi đó. Nằm với thím rồi cầm phone cho coi rồi này kia rồi cái lâu lâu ngước lên vua quê ngoại. Ngước lên vua quê ngoại. Cái nói giờ ngoại ngủ quá thôi chê ngủ đi nha. Rồi ngoại về phòng ngoại ngủ. Ok. Đó. Okay. Rồi cái nó chạy xuống lầu nó kêu con nó nói bà ngoại đi ngủ rồi. Vậy hả? Tại lúc đó là Ngọc với chú đang ngồi nói chuyện tâm sự, hai chú cháu tâm sự với nhau. Hai chú cháu tâm sự tới 1 giờ sáng, 2 giờ sáng rồi. Cái nó nói ok. Con với chú mặc dù là chú với lại cháu gái mà rất là thân. Thân. Rất là thân nhau. Hai chú cháu kiểu như rất là hợp tính đó. Là qua là một, nói chung là 2 ngày phải nói chuyện một lần hoặc là nói chuyện mỗi ngày. Mà nói chuyện một lần nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ chứ không phải nói chuyện mấy trong nhà. Nói chuyện một lần mấy tiếng đồng hồ, con đang đi đâu làm gì rồi chú đang đi đâu làm gì rồi, trời ơi, như bạn trai với bạn gái. Trời ơi, để điện thoại đó, ở chú đang đâu, chú đang đi bưu điện rồi chú đang chạy về nhà cho su chứ bơ là đi ấy rồi để điện thoại có nói biết nữa đó. Nói hoài vậy đó. Với thím cũng vậy, nhưng mà nói chuyện chú nhiều hơn. Nói nhiều nói với chú nhiều. Nói chú nhiều hơn. Thím thì nhiều khi đang nói cái thím làm này làm kia cái thím bay. Thím lại nói chuyện, đang nói chuyện làm sợ phân tâm. Vậy đó. Nên mấy vậy thôi. Rồi, cảm ơn chơi quét nhà giùm ngoại nha. Rồi, ra đây. Đó, quét rồi, nhà đó. Trời ơi, nó quét bà ngoại luôn rồi. Trời ơi, chết rồi, kiểu này quét bà ngoại đi đâu. Mẹ ơi, mẹ ăn sầu riêng giùm con. Mẹ ăn sầu riêng. Lấy cái camera ra hả? Giống kiểu ok. Rồi lấy cái camera ra. Rồi ăn sầu riêng. Rồi ăn sầu riêng. Về cái video của thím cháu mình view sầu riêng bữa nay. Xin tạm biệt. Không, sầu riêng ngon đó bác gái. Cảm ơn bác gái rất là nhiều. Không có chi. Lâu lâu thì mình thím qua con cũng mua sầu riêng cho thím ăn và con qua thím cũng mua. Dạ rồi. Thì con... tới chiều nay là con sẽ đi order mua một cái gì đó là về ăn. Mà ăn có nổi hay không á, chuyện lạ đó con ạ. Chiều nay giờ mới có 4 giờ rưỡi chiều chứ mấy. Thì 7 giờ, chừng nào 7, 8 giờ chú về rồi bắt đầu mình ăn cái khác rồi. Qua bên kênh con hồi Family Cuộc Sống Mỹ đi coi cái đó. Thì coi ăn cái gì tối nay cháu gái mình đãi. Dạ rồi, ok. Dạ, còn bây giờ là thím đãi con sầu riêng. Ok, number one. Rồi, thôi cái video của mình tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn đại gia đình mình đã luôn ủng hộ với kênh Quỳnh Bình Family. Rồi bữa nay còn ủng hộ cho cô Năm thêm là ớt sá tế nữa. Nên cảm ơn rất nhiều. Chúc đại gia đình một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye. Bye bye. Bye bye chị, lại bye bye con. Bye bye đi chị. Bye bye. Bye bye cô chú.